Thành phố Hải Dương được coi là đô thị xanh sạch đẹp. Trên từng con phố, góc phố, những công nhân vẫn ngày đêm dọn dẹp, chăm sóc cây xanh, thu gom rác thải. Họ chính là những người thầm lặng góp phần làm xanh sạch đẹp thành phố. Trong suốt thời gian gần 10 năm qua, chị Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1988, luôn gắn bó với từng con đường, tuyến phố của thành phố Hải Dương. Nhịp sống hiện đại vốn hối hả nhưng người ta vẫn thấy hiển hiện trong đó là sự tỉ mỉ, miệt mài của những người tạo nên thảm xanh, cây hoa xanh tốt tươi tắn, tạo cảnh quan cho đường phố. Nhìn đôi tay thoăn thoắt tỉa từng ngọn cỏ, chăm từng ngọn cây mới thấy sự say mê, tâm huyết của chị Hương cùng đồng nghiệp. Trung bình mỗi ngày, chị Hương được giao cắt tỉa 700 đến 800 mét thảm cỏ, vườn hoa khu vực các tuyến đường phố nội thành. Chăm sóc cây xanh nhằm đảm bảo sự phát triển khỏe mạnh, tươi tốt, duy trì phát triển cảnh quan, khuôn viên cây xanh trong đô thị. Chị Hương chia sẻ, ban đầu mới làm việc, tôi thường xuyên bị say nắng, nhức đầu, chóng mặt do phải đứng nhiều giờ dưới ngoài trời. Theo thời gian, tôi dần quen và bây giờ chỉ mong thức dậy sớm mỗi ngày để cắt tỉa cỏ cây làm những việc mình yêu thích. Mặc dù công việc làm việc của chúng tôi là ngoài trời rất vất vả, khó khăn, nhưng chúng tôi luôn cố gắng thực hiện tốt công việc để tạo thêm những thảm cỏ, thảm hoa cho thành phố thêm xanh sạch đẹp. Nhìn những đóng góp nhỏ bé của mình khi được những người dân đi qua khen ngợi thì cũng là có sự động lực để cho chúng tôi làm việc thêm hăng say, yêu nghề hơn. Có mặt từ sớm trên tuyến đường 62m thuộc địa bàn xã Liên Hồng, thành phố Hải Dương, chúng tôi chứng kiến không khí làm việc hối hả, mau lẹ của các công nhân. Tuyến đường dài hơn 3km này được xí nghiệp giao cho một tổ khoảng hơn 10 người chăm sóc quản lý. Xí nghiệp Vườn Hoa Cây Xanh thuộc Công ty Cổ phần Quản lý Công trình Đô thị Hải Dương hiện có hơn 100 công nhân, hàng ngày có nhiệm vụ chăm sóc, cắt tỉa vườn hoa cây xanh, tạo dáng cho cây. Do đặc thù công việc, bộ phận chăm sóc cảnh quan cây xanh đa phần là nữ. Anh Cường vào làm việc tại công ty từ năm 2011. Hàng ngày công việc của anh là dùng máy cắt cỏ, tạo dáng cho những cây cảnh trồng ở công viên, trên giải phân cách, vòng xuyến, các tuyến đường trên địa bàn thành phố Hải Dương. Đặc thù của công việc là làm xanh sạch đẹp cho thành phố và cảnh quan môi trường. Nên là đi làm là lúc đầu thì thấy khó khăn nhưng dạo sau dần dần thấy là mình cảm thấy mình yêu cái nghề này của mình mà đi đến đâu cũng thấy cỏ cây xanh rồi là đường xá sạch sẽ, bảo vệ cái cảnh quan cho thành phố rất chi là đẹp, nên là anh em rồi bản thân tôi là cũng thấy rất phấn khởi. Cũng như chị Hương, anh Cường, hình ảnh chị Hoàng Thị Bắc với chiếc chổi tre vào mỗi sáng sớm, đêm muộn đã trở nên quá đỗi thân thuộc với nhiều người dân thành phố Hải Dương trong suốt hơn 30 năm qua. Tiếng chổi tre đi theo đúng quỹ đạo của nó, lá cây khô, đất cát hay rác thải dù nhiều hay ít cũng chỉ cần vài ba nhát chổi của chị và đồng nghiệp đã sạch tinh tươm. Thời gian làm việc của chị Bắc không kể trời nắng nóng hay gió rét, bất kể sáng sớm hay đêm khuya ngày lễ Tết. Tưởng chừng công việc chỉ đơn giản là quét, hót và đẩy. Nhưng thực chất, những người làm đẹp cho thành phố hàng ngày phải gánh vác lượng công việc này khá nặng nhọc. Nó đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại và cả sự hy sinh. Khi bước vào nghề thì tuổi đời vẫn còn trẻ, mới có hơn 20 tuổi. Thế thì cũng chỉ nghĩ rằng mình làm nghề không biết là có được gắn bó được dài lâu hay không. Nhưng mà nghĩ rằng là nếu mà tìm được công việc khác mà ổn định hơn thì cũng có nghĩ là cái tư tưởng là sẽ chuyển. Thế nhưng mà trong quá trình làm cứ ngày tháng tôi luyện thì là tôi cứ làm dần và đến bây giờ là tôi đã gắn bó được tương đối dài so với công ty. Đấy, thì trong quá trình làm thì cứ mỗi ngày một thấy khác thì bản thân tôi lại càng thấy yêu nghề hơn. Đấy, nên là tôi đã gắn bó rất là chặt chẽ và cùng với lại tất cả các chị em đồng nghiệp và bà con nhân dân luôn luôn là giữ muốn cho thành phố Hải Dương luôn sạch đẹp và giữ cho công tác vệ sinh ngày càng tốt hơn. Công việc nặng nhọc vất vả cũng không làm giảm đi nhiệt huyết, lòng yêu nghề của những công nhân cắt tỉa cây xanh, thu gom rác. Các anh chị nói, khi đã yêu nghề thì sẽ luôn thấy những mặt tích cực. Đó là niềm vui của họ khi môi trường xung quanh luôn trong lành, sạch đẹp, góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp cho phố phường. Họ vẫn tận tâm, trách nhiệm hết mình với nghề từng ngày, từng giờ.